Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Boy King TV nha các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video sáng hôm nay, mình sẽ cập nhật giá sớm về giá dưa leo cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo trên kênh của Boy King TV nha các bạn. Thì hàng ngày kênh Boy King TV sẽ quay và cập nhật giá một số loại nông sản có gồm trong Hồng Ngự Đồng Tháp để cho mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây nha các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào có trồng dưa leo hay là có quan tâm đến giá dưa leo hàng ngày thì cũng vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất về tình hình giá cả dưa leo trên kênh của Boy King TV nha các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào có bán dưa leo hay là có biết giá dưa leo ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi nha các bạn. Thì hàng ngày em sẽ ra ngoài đồng và quay và cập nhật giá để cho mọi người cùng tham khảo ở đây. Thì do tình hình những dịch bệnh diễn biến khá phức tạp nên là giá cả một số loại nông sản có thể trên là tùy theo từng nơi các bạn, từng khu vực có thể giá cả khác nhau. Thì quay trở lại tình hình giá khổ qua hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2021. Thì thương lái mua là tại khu vực Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp với mức giá dao động tầm khoảng từ 10.000 đến 12.000 đồng trên ký các bạn đối với dưa leo đẹp nha các bạn. Thì thương lái mua ở đây là giá tại ruộng. Thì do tình hình dịch diễn biến khá phức tạp, một nơi là giãn cách xã hội theo chỉ thị 15-16 của chính phủ. Thì ngoài một số nơi rất là hút hàng nên là giá dưa leo đẩy lên rất là cao. Thì giá ở đây thì mình mua tại ruộng thì giá chỉ có tầm khoảng từ 10 đến 12.000 đồng thôi. Còn giá ở mà nó đem về mà tới Sài Gòn và ở chỗ khác á, thì giá rất cao các bạn. Thì em chỉ quay và cập nhật giá ở tại vườn tại ruộng của người dân ở Cồn Châu Ma Hồng Ngự Đồng Tháp để mọi người tham khảo giá ở đây. Và theo em hôm gà em xem tại thì giá cả ở ngoài một số mặt hàng nông sản như dưa leo hôm qua được rất là tăng cao các bạn. Thì cũng do tình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp và giãn cách xã hội nên một số người đã mua dự trữ, giá tăng lên cao. Nói chung thì giá tăng cao thì một số người ngoài khu dịch bệnh người ta than lên xuống, còn người nông dân ở đây thì trồng quanh năm suốt tháng thì được giá thì cũng rất là mừng. Nhưng mà tình hình này thì nói chung là cũng khó khăn, ai cũng khó khăn nên người dân nông dân vui mừng, thì bà con ngoài kia thì khổ sở thì có nhiều gia đình không có đủ điều kiện để mua hoặc là ấy thì cũng rất là khó khăn. Thì em chỉ hiện tại báo giá để mọi người tham khảo giá ở đây thôi. Thì do tình hình diễn biến khá phức tạp nên một số tỉnh thương lái ở tỉnh khác phải mua khó khăn nên là giá cả có thể thay đổi tùy theo khu vực, tùy nơi ở, tùy chỗ mà có giá cả khác nhau. Quý chị và các bạn, thì sáng nay em sẽ cập nhật giá dưa leo